Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn cùng với việc thi công nạo vét sông Bạc Liêu đã khiến tình trạng sạt lở bờ sông ở tỉnh Bạc Liêu diễn biến phức tạp hơn, đe dọa đến cuộc sống và sản xuất của nhiều hộ dân ở khu vực ven sông. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Kính thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn cùng với việc thi công nạo vét sông Bạc Liêu đã khiến cho tình trạng sạt lở bờ sông ở tỉnh Bạc Liêu diễn biến phức tạp hơn, đe dọa đến cuộc sống và sản xuất của nhiều hộ dân ở khu vực ven sông, Ngày 23 tháng 6, ông Lê Việt Sô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu cho biết, từ ngày 21 đến 22 tháng 6, sạt lở đoạn sông Bạc Liêu Cà Mau thuộc địa bàn khóm 6, phường 5, thành phố Bạc Liêu đã làm nhiều căn nhà của người dân bị sụt lún, sạt xuống sông. Phạm vi ảnh hưởng dài khoảng 800 mét, có 35 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 5 hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Một số hộ còn lại vách tường bị nứt, xé, nền hạ bị nghiêng, sụt lún về phía sông Bạc Liêu ở độ phức tạp cao. Theo ông Sô, địa bàn khóm 6 hiện có 90 hộ dân sinh sống ven sông. Đáng lo là hiện nay không chỉ có khóm 6, mà khóm 8, phường 5 cũng có một số điểm bị sạt lở. Trước đó vào nửa đêm 20 tháng 6, dạng sáng 21 tháng 6, sạt lở xảy ra gây ảnh hưởng đến 27 căn nhà của người dân sống ven sông. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân di rời tài sản khắc phục sự cố. Trong đó có 3 hộ dân bị sạt lở hoàn toàn, phần nhà sau xuống sông. Các hộ còn lại bị nứt tường, sụt lún nền nhà. Qua đánh giá bước đầu, chính quyền địa phương xác định một trong những nguyên nhân gây sạt lở là do thi công nạo vét sông Bạc Liêu, từ đó đề nghị đơn vị thi công trước mắt hỗ trợ một phần chi phí cho ba hộ dân có nhà sau bị sạt lở xuống sông, mỗi hộ 5 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ người dân di rời tài sản ra phía trước. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để hỗ trợ người dân di rời tài sản, tạm khắc phục sự cố, đồng thời đề nghị đơn vị thi công tiếp tục hỗ trợ cho hộ dân có nhà sau bị sạt lở. Liên quan đến vấn đề sạt lở bờ sông Cà Mau Bạc Liêu tại khóm 6 phường 5 thành phố Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sụt lún, sạt lở ở các khu vực đã xảy ra, có nguy cơ xảy ra trên địa bàn khóm 6, phường 5 thành phố Bạc Liêu để kịp thời có giải pháp ứng cứu, xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu trong quá trình làm việc với chủ đầu tư công trình, đơn vị thi công, đơn vị giám sát cũng như xem xét có ý kiến đối với các phương án giải pháp khắc phục sạt lở và các nội dung có liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Bạc Liêu giả soát kiểm tra, thống kê đánh giá tình hình sụt lún, sạt lở, mức độ thiệt hại, khẩn trương làm việc với chủ đầu tư công trình, đơn vị thi công, đơn vị giám sát sớm có giải pháp, phương án khắc phục, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng liên quan đến khu vực thi công công trình để ổn định đời sống, sản xuất và kiểm soát cụ thể từng nhà. Nếu cần thiết, cần xem xét di rời các hộ có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn và giải quyết kịp thời chế độ theo quy định. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, khoảng 1,8 triệu người ở phía đông bắc Bangladesh đang mắc kẹt do mưa lũ trên diện rộng sau khi mưa lớn trong nhiều tuần đã nhấn chìm nhà cửa và tàn phá ruộng vườn. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, khoảng 1,8 triệu người ở phía đông bắc Bangladesh đang mắc kẹt do mưa lũ trên diện rộng sau khi mưa lớn trong nhiều tuần đã nhấn chìm nhà cửa và tàn phá ruộng vườn. Theo truyền thông nhà nước Bangladesh đưa tin hôm 22 tháng 6, phần lớn thành phố Chennai ở phía đông bắc nước này đã bị nước nhấn chìm trong đợt lũ thứ hai tấn công khu vực này trong vòng chưa đầy một tháng. Theo truyền thông địa phương, lũ lụt trên diện rộng gây ra bởi mưa xối xả kéo dài và nước chảy tràn từ các khu vực đồi núi ở thượng nguồn biên giới với Ấn Độ khiến cho bốn con sông dâng cao vượt quá mức nguy hiểm. Những người bị mắc kẹt do mưa lũ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thiếu nước sạch. Khoảng 964.000 người ở Shanet và 792.000 người ở Sanam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính quyền cho biết đã thiết lập hơn 6.000 nơi trú ẩn để giúp đỡ những người phải di rời. Trong số đó, có 772.000 trẻ em đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, hôm 21 tháng 6, cơ quan này cho biết hơn 800 trường học đã bị ngập và 500 trường khác được dùng làm nơi trú ẩn lũ lụt. Tổ chức Phát triển Quốc tế BRAC cho biết họ đang giúp cung cấp thực phẩm khẩn cấp và hỗ trợ y tế cho hàng trăm gia đình ở Srenet và Sanamgani. Cơ quan này cho biết khoảng 2,25 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ quét, 12.000 người trong khu vực không có điện. Trong khi đó, người nuôi cá phải đối mặt với thiệt hại đáng kể khi nước lũ cuốn trôi hàng nghìn trang trại và ao hồ. Truyền thông địa phương đưa tin thiệt hại kinh tế lên tới hơn 11,4 triệu đô la. Trận mưa lớn và lũ lụt mới nhất xảy ra khi khu vực này hầu như chưa phục hồi sau lũ lụt trên diện rộng vào cuối tháng 5, gây ra bão nhiệt đới Rayman gây ảnh hưởng đến không chỉ Bangladesh mà còn miền Nam Ấn Độ và ảnh hưởng đến khoảng 5 triệu người. Các nghiên cứu cho thấy quốc gia Nam Á này là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do khủng hoảng khí hậu, các tác động nhân đạo và kinh tế đối với Bangladesh sẽ tiếp tục xấu đi. Theo Ngân hàng Thế giới, đến năm 2050, 13 triệu người ở Bangladesh có thể phải di cư vì khí hậu và lũ lụt nghiêm trọng, có thể khiến GDP giảm tới 9%. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực đêm nay và sáng mai 25 tháng 6. Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và rông. Từ chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng phía Bắc từ chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo